tiếp theo đó là bị đối phương bỏ vào lấy cổ, mà mọi người có thể thấy trên cái video clip của lời trang set defense thể hiện nó rất chi là tuyệt vời. Thì bây giờ lời trang sẽ thể hiện lại thì cái bài đó cho mọi người xem. Bị bỏ cổ áo bóng đây qua bên ngủ làm nhanh hơn. Không sao, không sao, quay lại không sao. Đây, tổng ra cái cổ ở đây là đây, bị đối phương lên. Ok. Cái bài này bị đối phương bóp cổ bằng cái cách đơn giản. Thứ nhất, lên. Bị đối phương bóp cổ như thế này. Đầu tiên, ta luôn trong trạng thái bị đồng, cho nên ta phải kiểm soát cái khoảng thời gian này trở thành trung động là bị bóp, cái người ta phải dùng cái lực của cơ thể mình và cái hệ thống cơ cổ này ta giữ chặt lại để đừng cho cái tay của nó vào sâu trong cái cổ này. Nếu vào sâu trong cái cổ này thì ta cho dù 10 người có cái kỹ năng bao nhiêu cũng chết đấy. Thì bây giờ ta sử dụng lại, phải dùng cái cổ khép chặt lại để kiểm soát được cái lực của đối phương. Đầu tiên lên đấy, vào người ta dùng cái cơ thế thôi, cúi xuống giữ chặt. Thì còn vào như thế này thì ta chỉ có 3 giây, để sau 3 giây mà ta không thực hiện được cái bài này thì ta 3 giây mà không kiểm soát được tay của đối phương thì ta sẽ mất khả năng khống chế. Thì bây giờ đầu tiên là ta bất ngờ bị đối phương túm cổ, cái là ta dùng cái lực giữ chặt liền. Sau khi giữ chặt xong, ta chỉ cần nghiêng người như thế này là nó đã mở khóa cái tay của đối phương ra đấy. Đồng thời ta trong cái tư thế vừa xoay người vừa né đánh đây, vừa xoay người. Vì sao cái tay này là để nó thực hiện theo một dạng tự nhiên thôi, còn cái tư thế ta xoay người như thế này nó đã đạt yêu cầu rồi. Đấy, xoay người đánh vào bàn tay mở, hoặc đánh vào bằng cái gì, bất cứ cái gì, cái tay này vào lên đôi mắt hoặc vào lên cổ, nếu thực hiện tốt vào lên cổ, sau đó lên cái đòn logo vào đi lên cổ thì đạt yêu cầu đấy. Cứ như vậy lên, đầu tiên kiểm tra hai đánh sau đó lên logo vào đây lên cổ là đạt yêu cầu. Ok, bây giờ tôi sẽ làm nhanh cái động tác này. Lên bài tiếp theo là bị đối phương túm cổ áo. Bài tiếp theo bị đối phương túm cổ áo và cách xử lý của nó như thế nào. Ok. Ok, rồi bây giờ tôi là làm trọng phân tích cho các bạn hiểu được nguyên tắc nguyên lý trong cái bài tập này. Bị một đối phương túm cổ áo như thế này bởi vì đối phương muốn đe dọa trước và sau đó sẽ có một hành động tấn công sau. Trong cái tình huống này đối phương đe dọa, hăm dọa thì ta cách xử lý như thế này, túm cổ áo như thế này, bởi vì đối phương đang túm rất chặt như thế này. Nếu ta xoay như thế này thì hai người giằng co nhau, như vậy là nó không hợp nguyên lý. Trong cái lúc như thế này, trong lực của đối phương nó đang giữ chặt cơ thể mình, cho nên cách dễ dàng nhất, thứ nhất là làm thay đổi trọng lực của đối phương.
bằng bất cứ cách nào ta làm thay đổi cái động lực. Thì ở đây cái phương pháp để ta làm thay đổi cái động lực đó là đang giữ chặt như thế này thì ta chuyển đổi cái động lực của đối phương sang một hướng khác. Đấy, sang hướng khác để làm cho đối phương mất cái thăng bằng. Sau đó dùng vừa đồng thời vừa nghiêng người, vừa dùng cái tay trái của mình hoặc tay phải, nếu hướng bên này tay phải hoặc bên này tay trái, dùng ngón tay này móc vào cái điểm mà ngón út này, đấy ngón út vào đây, móc vào cái điểm này, đấy móc vào cái điểm này, luôn để ta móc vào cái điểm này, bởi vì nó giữ chặt bao nhiêu á thì luôn luôn có một điểm hở ở cái điểm này, ta móc vào ở đây, nghiêng người và từ đây nghiêng người qua lại, ta làm thay đổi vật tủ ở đây, ok. Đấy, nó rất đơn giản. Đây. Đấy, nghiêng người qua. Ta chụp sát được. Móc cái tay ngón, dùng cái ngón giữa đây, ngón giữa móc sát vô đây. Giữ chặt và sau đó thì qua lại. Đó. Ví dụ bên tay phải nhiều bạn còn bên phải. Ta nghiêng người qua dùng cái tay. Đây. Như vậy kết thúc thì cách bị đối phương cùng của áo vàng xoay đơn giản để lên đúng đấy, ok. Ví dụ bên phải lên đúng, bên phải như thế này đúng không, ok. Đó là bị đối phương cùng của áo. Bây giờ đang đi trên đường và mình kể chặn lại bắt làm từng bắt làm đưa vào từng một đến trường học này thì đối phương bắt làm. Thì cái cách xử lý của nó thì như thế nào? Thì bây giờ sẽ làm ngay cho các bạn đây. Đi. Ok. Đó là bị tùng tủ áo.